Đây là đám tang của phó chỉ huy vệ binh cách mạng Hồi giáo, người đã bị Israel triệt hạ cùng thủ lĩnh tối cao Hezbollah trong một cuộc không kích tàn khốc, sử dụng tới 80 tấn thuốc nổ. Tehran gọi đây là tội ác khủng khiếp và sẽ không bỏ qua. Không khí phẫn uất bao trùm. Cuộc chiến này thực chất là giữa Iran và Mỹ. Israel chỉ đang chiến đấu với Iran một cách gián tiếp. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Lực lượng giữ gìn hòa bình liên tiếp hứng hỏa lực. Thổ Nhĩ Kỳ chê trách Liên Hợp Quốc bất lực. Hình ảnh của một Liên Hợp Quốc không thể bảo vệ nhân viên của mình là điều đáng xấu hổ và đáng lo ngại cho hệ thống quốc tế. Chúng tôi muốn biết Hội đồng Bảo an còn chờ gì nữa mà không ngăn chặn Israel. Trong khi đó, pháo đài trên không của Israel chao đảo, UAV Hezbollah hóa hung thần. Có phải nhóm chiến binh đã tìm ra chiến thuật xuyên thủng lớp phòng không tưởng chừng bất bại của Israel? Diễn biến khác, cảnh báo lính Mỹ bị đẩy vào nguy hiểm. Washington có thể chính thức xông trận ở Trung Đông. Tại Gaza, Liên Hợp Quốc tố Israel phạm tội ác, phong tỏa cưỡng chế, không màng tính mạng người dân. Ở châu Á, Trung Quốc lần đầu tiên triển khai tàu quái vật trong cuộc tập trận quanh Đài Loan. Bắc Kinh tố Philippines đe dọa nghiêm trọng tàu cá Trung Quốc. Chuyện gì xảy ra? Hãy theo dõi ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình Điểm Nóng BNC. Thưa quý vị, Iran đã tổ chức lễ tang cho phó chỉ huy vệ binh cách mạng Hồi giáo, chuẩn tướng Abbas Diforosan, người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào Beirut vào ngày 27 tháng 9, cùng với thủ lĩnh tối cao Hezbollah Hassan Nasrallah. Theo Reuters, lễ tang diễn ra vào hôm 15 tháng 10 tại quảng trường Imam Hossein ở Tehran. Các quan chức cấp cao của nhà nước và quân đội Iran, bao gồm Tổng thống Masoud Pezeshkian và một người dường như là chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds, Ismail Khwani, đã tham dự buổi lễ. Hai ngày sau khi thông báo về cái chết của ông Diforosan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói vụ tấn công là một tội ác khủng khiếp và Tehran sẽ không bỏ qua. Nhiều người đưa tang tỏ ra vô cùng bức xúc. Israel có thể thực hiện một hành động ngu ngốc như tấn công Iran, nhưng chắc chắn họ sẽ không thành công như những lần trước. Nếu làm vậy, Israel sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ hơn và phải hối hận. Israel không có đủ can đảm để tấn công chúng tôi, và nếu cố gắng làm vậy thì họ đang tự chuốc lấy sự hủy diệt. Cuộc chiến này thực chất là giữa Iran và Mỹ. Israel chỉ đang chiến đấu với Iran một cách gián tiếp. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Thưa quý vị, gần đây thông tin Israel tấn công lực lượng bảo vệ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon gây nhiều bức xúc. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng Liên Hợp Quốc đang cho thấy sự bất lực trong việc bảo vệ nhân viên của mình. Đây là điều đáng xấu hổ. Phát biểu sau cuộc họp nội các hôm 15 tháng 10, ông Erdogan nói hình ảnh một Liên Hợp Quốc không thể bảo vệ ngay cả nhân viên của mình là điều đáng xấu hổ và đáng lo ngại cho hệ thống quốc tế. Chúng tôi muốn biết Hội đồng Bảo an còn chờ gì nữa mà không ngăn chặn Israel. Được biết, trong những ngày gần đây, có 5 thành viên của lực lượng giữ gìn hòa bình bị thương trong các cuộc tấn công được cho là do Tel Aviv gây ra. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần kêu gọi Liên Hợp Quốc tạm thời rút lực lượng này khỏi vùng chiến sự, nơi quân đội Israel đang chống lại các chiến binh Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Thưa quý vị, một trong những cuộc tấn công gây thương vong lớn nhất cho Israel trong một năm xung đột vừa qua không đến từ hàng chục tên lửa đạn đạo của Iran hay mưa rocket của Hamas và Hezbollah. Thay vào đó, nó đến từ một chiếc máy bay không người lái UAV. Khí tài này được đạp đầy chất nổ, vượt qua hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel và lao vào căn cứ huấn luyện nằm sâu bên trong nội địa nước này, gây nhiều thương vong. Sự vụ này cho thấy UAV có thể gây ra những rủi ro khốc liệt và khó lường, đồng thời Tel Aviv đang để lộ lỗ hổng nghiêm trọng. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW cho biết Hezbollah gần như chắc chắn đã áp dụng một chiến thuật mới giúp UAV né tránh hệ thống phòng không của Israel, quốc gia vốn sở hữu một trong những hệ thống phòng không rộng lớn nhất trên thế giới. Theo South China Morning Post, vụ việc nói trên cho thấy thành tựu mà phi đội UAV của Hezbollah đạt được, đồng thời hé lộ sự khó khăn của Israel trong việc bắn hạ UAV đến từ những nơi xa xôi như Yemen, Iraq và Iran. Trong nhiều năm qua, Israel đã xây dựng một hệ thống phòng không, tạo các lớp bảo vệ toàn diện trước các cuộc tấn công tên lửa tầm ngắn, cũng như các loại tên lửa tầm trung và tầm xa, mặc dù các chuyên gia cảnh báo rằng hệ thống này không hoàn toàn chặt chẽ. Dù hệ thống đã nhiều lần bắn hạ UAV thù địch, nhưng nhiều chiếc vẫn xâm nhập không phận Israel và vượt qua hệ thống phòng thủ, trong một số trường hợp còn gây thương vong lớn.
Vào tối ngày 13 tháng 10, Hezbollah tự tin UAV của họ xâm nhập các radar phòng không của Israel mà không bị phát hiện. Giới chiến binh hé lộ cách thức để vượt qua hệ thống phòng không của Tel Aviv là đồng thời phóng hàng chục tên lửa và phi đội máy bay không người lái. Đây là cuộc tấn công UAV tăng tốc thứ hai nhắm vào Israel trong vòng 2 tuần. Theo truyền thông Israel, đầu tháng này, một UAV phóng từ Iraq khiến hai binh sĩ Israel thiệt mạng và khiến khoảng 20 người bị thương. Trong một kỳ nghỉ lớn của người Do Thái, một UAV của Hezbollah lao vào viện dưỡng lão ở trung tâm Israel gây thiệt hại. Ran Kochav, cựu chỉ huy phòng không của quân đội Israel nói, có 6 người thiệt mạng trong 10 ngày qua do UAV. Đây là con số quá nhiều. Máy bay không người lái đã trở thành một mối đe dọa thực sự. UAV là phương tiện bay không người lái có thể được vận hành từ xa. Chúng có thể xâm nhập, giám sát và tấn công lãnh thổ đối phương một cách kín đáo hơn so với tên lửa và pháo phản lực. Israel sở hữu một kho UAV có khả năng thực hiện các nhiệm vụ do thám và tấn công Tel Aviv, cũng đã phát triển một loại UAV có thể tấn công kẻ thù không đội trời chung là Iran, cách khoảng 1.500 km. Tuy nhiên, trong năm qua, các kẻ thù của Israel đã nhiều lần khiến nước này bất ngờ với những cuộc tấn công gây thương vong. Tháng 7 năm nay, một UAV được phóng từ Yemen đã di chuyển khoảng 270 km từ cực nam Israel đến tận Tel Aviv, lao vào một tòa nhà trung tâm thành phố và khiến một người thương vong. Nó không hề bị đánh chặn. Một quan chức an ninh Israel cho biết UAV khó phát hiện hơn vì nhiều lý do. Chúng bay chậm và thường được chế tạo từ các thành phần nhựa, có dấu hiệu nhiệt yếu hơn các tên lửa và rocket. Do đó, hệ thống radar khó phát hiện hơn. Đường bay của chúng cũng khó theo dõi hơn. Máy bay không người lái có thể bay vòng quanh, xuất phát từ mọi hướng, bay sát mặt đất. Đồng thời, do kích thước nhỏ hơn tên lửa, nên đôi khi chúng có thể bị nhầm lẫn với chim. Ran Kochav, cựu chỉ huy phòng không của quân đội Israel cho biết, Tel Aviv dành nhiều năm tập trung vào việc củng cố các hệ thống phòng không để cải thiện khả năng bảo vệ trước tên lửa và rocket. Tuy nhiên, UAV không được xem là ưu tiên hàng đầu. Trong cuộc chiến hiện nay, điều đó có nghĩa là khả năng phát hiện và đánh chặn máy bay không người lái của Israel không tốt bằng khả năng đối phó tên lửa và rocket. Hezbollah bắt đầu sử dụng UAV do Iran sản xuất sau khi Israel rút quân khỏi miền nam Lebanon vào năm 2000 và lần đầu tiên đưa UAV do thám Mirsat vào không phận Israel vào năm 2004. Chương trình phát triển UAV của Hezbollah vẫn đang nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ Iran. Nhóm chiến binh này dường như lắp ráp thiết bị không người lái của mình tại Lebanon. Tor Berry, giám đốc OMA, một tổ chức tư vấn nghiên cứu về Hezbollah và khu vực phía bắc Israel chỉ ra, đối với Hezbollah, UAV đã trở thành một hệ thống chiến lược lấy cảm hứng từ Iran. Nhóm chiến binh này tuyên bố đã phóng khoảng 1.500 UAV giám sát và tấn công kể từ khi bắt đầu tung đòn giáng vào Israel vào tháng 10 năm 2023. Theo lời ông Berry, các UAV thường nhắm vào mục tiêu dân sự, mang theo 10kg chất nổ và có thể bay hàng trăm km. Vào tháng 5, Hezbollah đã có lần đầu tiên và duy nhất sử dụng một UAV có khả năng phóng tên lửa chống tăng và nhóm này có thể sở hữu nhiều chiếc khác. Hezbollah cũng đã sử dụng máy bay không người lái để làm suy yếu khả năng phòng không của Israel bằng cách phóng chúng vào các hệ thống phòng thủ và cơ sở hạ tầng. Đầu năm nay, Hezbollah tuyên bố triển khai UAV mang chất nổ có tên là Obabil để hạ gục khinh khí cầu quan sát Skydio của Israel. Tối ngày 14 tháng 10, Hezbollah đã công bố một đoạn video cho thấy một số chiến binh đứng trong một nhà kho chứa đầy máy bay không người lái. Video này cho thấy các UAV trên các bệ phóng và cuối video hiển thị dòng chữ, năng lực của chúng ta vẫn còn vẹn nguyên. Cùng ngày, trong chuyến thăm căn cứ huấn luyện bị UAV Hezbollah nhắm mục tiêu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cam kết sẽ rút kinh nghiệm từ cuộc tấn công và cho biết Israel đang tập trung phát triển các giải pháp đối phó mỗi đe dọa từ UAV, nhưng không nêu chi tiết. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng đã đến thăm căn cứ và các binh sĩ bị thương trong cuộc tấn công. Lưu ý rằng Israel đã phải trả một cái giá đau đớn. Ông Kochas nói có nhiều phương án khả thi để đối phó với UAV. Ví dụ, có thể nâng cấp các giải pháp phát hiện UAV, bao gồm sử dụng radar âm thanh để bắt sóng động cơ máy bay không người lái, hoặc dùng công nghệ quang điện tử để tăng cường khả năng giám sát và nhận diện mục tiêu. Theo ông, Israel cũng có thể triển khai tên lửa, máy bay chiến đấu và trực thăng để đánh chặn, đồng thời áp dụng chiến tranh điện tử để chiếm quyền điều khiển và chuyển hướng UAV đối phương. Tờ Washington Post đưa tin Hoa Kỳ sắp triển khai một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất THAAD cùng với 100 binh sĩ đến Israel. Đây là dấu hiệu cho thấy Mỹ càng dự sâu hơn vào căng thẳng Trung Đông và có thể đẩy lính Hoa Kỳ rơi vào nguy hiểm. Theo trang tin Omeyadin, động thái mới nhất này là sự bổ sung đáng kể vào gói viện trợ 50.000 tấn thiết bị quân sự mà Washington đã gửi cho Tel Aviv từ khi xung đột Gaza bùng phát từ hồi tháng 10 năm 2023.
Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên triển khai một lượng đáng kể binh sĩ đến Israel kể từ khi cuộc chiến Gaza, trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử Hoa Kỳ chỉ còn cách vài tuần và sự can dự sâu của Washington vào Trung Đông là vấn đề gây tranh cãi giữa các ứng viên tổng thống. Dưới bối cảnh Israel-Iran gây một đối đầu, Washington Post cho biết các quan chức Hoa Kỳ đã khuyên Israel nên thận trọng, không nhắm vào các cơ sở hạt nhân, dầu mỏ và khí đốt của Tehran. Họ lo ngại những hành động như vậy có thể dẫn đến cú sốc cho nền kinh tế toàn cầu. Aaron David Miller, chuyên gia về Trung Đông, từng là cố vấn cho nhiều chính quyền Hoa Kỳ cho biết, việc triển khai Tha'at là dấu hiệu cho thấy Washington nhận định rằng cuộc trả đũa của Israel sẽ gây nghiêm trọng đến mức khiến Iran phải đáp trả. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố đất nước của ông sẽ tấn công mạnh mẽ, chính xác và hoàn toàn bất ngờ vào Iran để trả đũa các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo hôm 1 tháng 10. Về phần Iran, các quan chức nước này cảnh báo Tel Aviv sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nếu thực hiện bất kỳ hành động nào chống lại Tehran. Washington Post cũng đã chỉ ra đòn tấn công với gần 200 tên lửa đạn đạo của Iran đã phần nào phơi bày những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ được cho là tiên tiến của Israel, vì nhiều tên lửa đã xuyên thủng hệ thống và đánh trúng các mục tiêu sâu trong lãnh thổ nước này. Bất chấp những bất đồng giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên quan đến xung đột Trung Đông kéo dài hơn một năm, Washington vẫn quyết định cung cấp Tha'at cho Tel Aviv. Các chuyên gia cho rằng điều này thể hiện sự tin tưởng của ông Biden dành cho ông Netanyahu giữa tâm bão đang căng thẳng. Chia sẻ với Washington Post, Harrison Mann, cựu sĩ quan lục quân Hoa Kỳ, từng là nhà phân tích tại cơ quan tình báo quốc phòng, cho biết quyết định tăng cường sự hiện diện của Mỹ tại điểm nóng Trung Đông có thể mang tới những rủi ro nhất định, đặc biệt là nguy cơ gây thương vong cao cho binh sĩ, yếu tố có thể khiến Washington bị kéo vào cuộc chiến. Ông Mann nói, những binh sĩ vận hành Tha'at sẽ đồn trú tại các căn cứ quân sự Israel, những nơi từng hứng chịu đòn tấn công từ Iran. Ngay cả khi chúng ta lạc quan về khả năng phòng thủ của Tha'at, thì lực lượng Israel cũng không thể đảm bảo khả năng bảo vệ 100%, nhất là khi chống lại UAV. Khí tài vốn đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Israel. Hôm 13 tháng 10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Hoa Kỳ đang đặt tính mạng của binh sĩ vào nguy hiểm khi triển khai họ đến Israel để vận hành các hệ thống phòng thủ tên lửa của Hoa Kỳ. Ông cũng cáo buộc Mỹ cung cấp cho Israel lượng lớn vũ khí trong cuộc chiến ở dải Gaza. Như chúng tôi đã tuyên bố rất nhiều lần, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho mọi tình huống và kịch bản. Không ai muốn chiến tranh trừ Israel, Ngoại trưởng Araghchi cho biết. Về tình hình ở Gaza, thưa quý vị, CNN cập nhật hôm 15 tháng 10 rằng Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cảnh báo Israel đang phong tỏa toàn bộ miền Bắc Gaza và có thể cưỡng chế di dời người dân quy mô lớn. Điều này có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Theo chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc, quân đội Israel đã tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ ở miền Bắc Gaza trong hơn một tuần qua. Họ đã ra lệnh cho tất cả thường dân trong khu vực rời đi và ngăn chặn mọi nguồn lương thực được chuyển vào miền Bắc Gaza kể từ đầu tháng này. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nói Israel đặt các chốt chặn, trên thực tế đã phong tỏa miền Bắc Gaza. CNN và nhiều hãng tin khác cho biết quân đội Israel được cho là đã nổ súng vào những người đang cố gắng chạy trốn. Dưới cái bóng của sự leo thang thù địch trên khắp Trung Đông, quân đội Israel dường như đang hoàn toàn cô lập miền Bắc khỏi phần còn lại của dải Gaza và tiến hành các hành động quân sự mà hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng và an ninh của dân thường Palestine, CNN đưa tin. Chuyển sang diễn biến căng thẳng ở eo biển Đài Loan, Newsweek đưa tin, Trung Quốc đã lần đầu tiên triển khai một trong hai tàu quái vật của lực lượng hải cảnh khi tiến hành cuộc tập trận quân sự quanh hòn đảo tự trị Đài Loan. Cuộc tập trận Liên Hợp Kiếm 2024B kéo dài một ngày được tổ chức tại eo biển Đài Loan và các khu vực phía Bắc, phía Nam và phía Đông hòn đảo. Quân đội Trung Quốc đã điều động kỷ lục 125 máy bay cùng với 17 tàu chiến và 17 tàu hải cảnh, theo thông tin từ lực lượng phòng vệ Đài Loan. Cảnh sát biển của hòn đảo cho biết, có ít nhất 4 đội tàu của Trung Quốc tuần tra thực thi pháp luật trên vùng biển xung quanh Đài Loan. Bắc Kinh tuyên bố đây là hành động thực tiễn để quản lý và kiểm soát hòn đảo ly khai theo nguyên tắc một Trung Quốc. Trung Quốc xem Đài Loan là tỉnh ly khai chờ ngày thống nhất và không loại trừ khả năng dùng vũ lực sát nhập. Hòn đảo bác bỏ điều này, khẳng định chỉ người dân Đài Loan mới có quyền quyết định tương lai của mình. Một trong những đội tàu do Hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 2901 dẫn đầu, nó còn được gọi là tàu quái vật do có trọng tải 12.000 tấn. Con tàu này và tàu chị em của nó mang số hiệu 5901 là những tàu bảo vệ bờ biển lớn nhất thế giới. Để so sánh, tàu khu trục TIP 055 của Trung Quốc, tàu chiến mặt nước lớn nhất của nước này có trọng tải 13.000 tấn. Trong khi đó, tàu khu trục lớp Cơ Long, Kỳ Lung, tàu chiến mặt nước lớn nhất của Đài Loan có trọng tải 9.500 tấn. Những tàu quái vật có vũ trang của Trung Quốc dài khoảng 165 mét và có tốc độ tối đa hơn 28 dặm mỗi giờ. Các nhà quan sát cho biết,
Lớp tàu này có ưu thế về sức chịu đựng, khả năng chống va đập, khả năng di chuyển trên biển và tốc độ cao hơn so với các tàu bảo vệ bờ biển khác trong khu vực. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, đây là lần đầu tiên tàu 2901 thực hiện nhiệm vụ tại eo biển Đài Loan. Tàu chị em của nó, tàu 5901 đã được triển khai ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh có tranh chấp lãnh thổ với nhiều nước Đông Nam Á. Trung Quốc vào ngày 14 tháng 10 thông báo trừng phạt doanh nhân Đài Loan Robert Tào Hưng Thành và nhà lập pháp Puma Thẩm Bạch Dương. Bắc Kinh cáo buộc họ đã thực hiện các hoạt động tội phạm và ủng hộ một Đài Loan độc lập. Reuters đưa tin, Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc tuyên bố, Học viện Gấu Đen mà doanh nhân Tào và nghệ sĩ Thẩm có liên quan đang tìm cách kích động chủ nghĩa ly khai, gây nguy hiểm cho quan hệ xuyên eo biển Đài Loan. Ông Tào Hưng Thành là một trong những người giàu nhất Đài Loan. Hai năm trước, ông cam kết sẽ tài trợ hàng triệu đô la cho hai chương trình đào tạo phòng vệ dân sự, bao gồm dự án thành lập Blackbeard Academy, tạm dịch là Học viện Gấu Đen. Ông Thẩm là nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ Tiến Bộ cầm quyền, hiện điều hành chương trình đào tạo của Học viện Gấu Đen. Tức giận với chương trình quốc phòng nói trên, cơ quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết họ sẽ đưa ông Tào và ông Thẩm vào danh sách những phần tử ly khai nguy hiểm đòi độc lập cho Đài Loan. Và Bắc Kinh sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với hai người đàn ông và với học viện mà họ có liên quan. Động thái này diễn ra khi Trung Quốc cùng ngày 14 tháng 10 đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự xung quanh Đài Loan. Tuyên bố của Bắc Kinh cho biết thêm, ông Tào và ông Thẩm sẽ bị cấm đi đến Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Macau. Song song đó, tất cả các doanh nghiệp liên kết và doanh nghiệp có liên quan đến hai người này sẽ không được phép tìm kiếm lợi nhuận tại Trung Quốc. Tuyên bố viết rằng, Học viện Gấu Đen với sự hỗ trợ của chính quyền Đảng Dân Tiến và các thế lực bên ngoài đã trắng trợn nuôi dưỡng các phần tử đòi độc lập Đài Loan. Họ còn công khai tham gia các hoạt động ly khai dưới vỏ bọc là các bài giảng, đào tạo, diễn tập ngoài trời. Sau tuyên bố của Trung Quốc, nghị sĩ Thẩm đã trả lời báo chí. Ông cho rằng động thái mới của Trung Quốc cho thấy rõ sự khiêu khích chứ không phải Đài Loan là bên gây kích động. Ông nói thêm, động thái mới cho thấy Bắc Kinh rất nhạy cảm đối với bất kỳ sáng kiến phòng thủ dân sự nào ở Đài Loan. Nghị sĩ cho rằng họ chắc chắn sẽ sử dụng lời đe dọa trừng phạt kinh tế để tiến hành thêm chiến thuật vùng xám chống lại Đài Loan. Học viện Gấu Đen, còn được gọi là Học viện Kuma cho biết, các động thái của Bắc Kinh đều có động cơ chính trị nhằm phá hoại sứ mệnh của chúng tôi và muốn hủy hoại những người ủng hộ quyền tự quyết và các giá trị dân chủ của Đài Loan. Ông Robert Tào Hưng Thành là người sáng lập và là cựu chủ tịch của hãng sản xuất chip United Microelectronics Corporation. Ông từng bày tỏ hy vọng rằng các chương trình đào tạo phòng thủ dân sự sẽ giúp cho Đài Loan có hàng triệu chiến binh mạnh mẽ. Các học viên sẽ trải qua các khóa học sinh tồn, quân sự, công nghệ và chống giám sát. Trong một bài đăng trên Facebook vào thứ Hai, ông Tào đã lên án Trung Quốc, nói rằng đất nước này đang bên bờ vực sụp đổ kinh tế và đang bị Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản thực hiện bao vây. Ông viết, họ nên hiểu rằng việc sử dụng vũ lực chống lại Đài Loan sẽ dẫn đến hậu quả mà họ khó có thể chịu đựng được. Hãng sản xuất chip UMC từ chối bình luận. Họ chỉ nói rằng ông Tào đã nghỉ hưu cách đây một thập kỷ và nhà sáng lập hiện không còn bất kỳ mối liên hệ nào với công ty. Về tình hình Biển Đông, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 15 tháng 10 cáo buộc một tàu Philippines di chuyển nguy hiểm trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc, đe dọa nghiêm trọng các tàu đánh cá của Bắc Kinh. Theo những gì tôi hiểu, những gì thực sự xảy ra là tàu của chính phủ Philippines đã di chuyển nguy hiểm trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc và va chạm với một tàu cá Trung Quốc đang hoạt động bình thường tại khu vực này. Những hành động nói trên của Philippines vi phạm chủ quyền của Trung Quốc và đe dọa nghiêm trọng sự an toàn của các tàu cá và ngư dân Trung Quốc. Bắc Kinh kêu gọi Manila nghiêm túc tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và các quyền lợi, lợi ích hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông và ngừng ngay mọi hành động có thể làm phức tạp tình hình. Tối ngày 14 tháng 10, Cục Ngư nghiệp Philippines cho biết một tàu thuộc lực lượng dân quân biển Trung Quốc cố tình va chạm với một trong hai tàu của Manila đang tuần tra gần đảo Thị Tứ vào hôm 11 tháng 10. Đảo Thị Tứ thuộc chủ quyền của Việt Nam, như Philippines và Trung Quốc cũng nêu yêu sách phi lý. Bắc Kinh có yêu sách chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, điều mà Tòa trọng tài quốc tế tại The Hague, Hà Lan đã bác bỏ vào năm 2016. Thưa quý vị, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy cuộc đua Tổng thống Mỹ đã trở về thế cân bằng khi chỉ còn hơn 3 tuần nữa, ngày bầu cử 5 tháng 11 sẽ diễn ra. Theo khảo sát của NBC News, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã lấy lại vị thế sau khi bị sụt giảm nhẹ sự ủng hộ sau cuộc tranh luận duy nhất với Phó Tổng thống Harris. Cả ông Trump và bà Harris hiện có 48% ủng hộ từ cử tri đã đăng ký, trong khi 4% vẫn chưa quyết định. Cuộc khảo sát cũng cho thấy một sự chênh lệch lớn về giới tính.
bà Harris nhận được ủng hộ mạnh mẽ từ phụ nữ, 55% so với 41% của ông Trump. Trong khi ông Trump vượt trội hơn về tỷ lệ ủng hộ của nam giới, 56% so với 40% của bà Harris. Các vấn đề quan trọng đối với cử tri bao gồm phá thai, biên giới và nhập cư, bảo vệ nền dân chủ và kinh tế. Phó Tổng thống Harris chiếm ưu thế hơn về xử lý các vấn đề như phá thai và chăm sóc sức khỏe, trong khi ông Trump được ủng hộ hơn về cách giải quyết vấn đề biên giới và tình hình Trung Đông. Theo South China Morning Post, kết quả từ các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua sẽ rất sát sao và phụ thuộc vào tỷ lệ cử tri đi bầu. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Hãy bấm đăng ký kênh để liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất trên thế giới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!